Các bạn đã chọn cuộc sống hôn nhân cho mình rồi thì có bốn cái điều mà không thể nào mà thiếu vắng trong đời sống hôn nhân, đó là bình đẳng, rộng lượng, dịu dàng và bình an cho nhau. Hình tròn nó không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, cho nên nó mang cái ý nghĩa rằng cái tình yêu của các bạn là gì? Là mãi mãi, không khởi đầu và cũng không kết gì, không kết thúc. Tình yêu của chúng ta mãi mãi. Đức Phật ngài nói là cả hai vợ chồng phải bình đẳng, phải chia sẻ với nhau cả khổ đau lẫn niềm vui. Trong gia đình có cái công việc gì không phân biệt, cái công việc đó là của nam, không phân biệt đó là công việc của nữ. Có thể là chúng ta làm được cái gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau để giảm bớt gánh nặng cho nhau. Trong cái đời sống vợ chồng lại càng cần có cái tình yêu thương nhiều hơn, bởi vì đó là cái chất liệu duy nhất và cũng là cái chất liệu bền vững nhất để gắn kết cái đời sống vợ chồng cho đến răng long đầu bạc.